Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bé kể bé nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình tên là Lucia Xuân Nghi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn biết Chúa Giêsu lớn lên như thế nào qua câu chuyện Chúa Giêsu lớn lên. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tả cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Joseph cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Joseph, cha người, làm người thợ mộc và thường hướng dẫn Chúa Giêsu làm mọi thứ. Chúa Giêsu thích giúp đỡ mọi người và người rất vui vì điều đó. Một thời gian sau, Chúa Giêsu đi rao giảng. Ngài chọn 12 tông đồ, người chữa lành và các bệnh tật và rao giảng về Thiên Chúa. Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời." Qua câu chuyện này, chúng ta cảm nhận được là Chúa Giêsu rất yêu thương chúng ta. Chúa đã đặt chúng ta trong một gia đình. Ngài muốn chúng ta lớn lên, hiểu biết, yêu mến Ngài, yêu mến người thân và tất cả mọi người xung quanh. Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau nhé!